Xin chào quý vị và các bạn. Đây là những cây trưng bày tại cuộc trưng bày cây cảnh nghệ thuật của thị xã Sơn Tây. Và đợt này tôi cũng có gặp gỡ với bác Lục, trao đổi với bác để bác có thể chia sẻ những cây cảnh mà bác mang đi trưng bày trong đợt này. Đây là bác Lục. Vâng, xin chào tất cả anh em trên cây. Nhưng đợt này thì bác Lục cũng mang đi một số tác phẩm tùng, tùng La Hán và tùng Cối. Thì mời quý vị các bạn sẽ xem kỹ một số tác phẩm mà bác Lục mang đi. Và sau đó bác Lục sẽ báo giá để quý vị và các bạn tham khảo. Đây là một cây tùng cối dáng trực. Một cây cũng rất là nghệ thuật, bộ tán được làm rất là tự nhiên. Có một cái cành rơi này. Cây này cũng có độ già rồi bác nhỉ? Vâng. Thân cũng nó xỉu xì. Để y mặc này. Các bác xem số điện thoại của bác Lục nhá. Nếu cảm thấy yêu mến thì cứ liên hệ trực tiếp bác Lục để mang cây về chơi. Đã hợp lý. Mà cảm thấy nó cũng chưa hợp lý lắm thì cứ thương lượng. Đúng rồi. Thoải mái. Nghe là thuận thì mua mà vừa thì bán. Đắt cũng chẳng mua. Tùng cối là chăm cho cái bộ là lá của nó xanh mướt này, cũng phải biết kỹ thuật chăm nó mới xanh mướt như này. Đây mình chẳng có phân kích thích gì đâu. Vâng. Nó tự nhiên. Tự nhiên. Vâng. Với phân là lá cây, ngâm lá cây trong tưới. À, ngâm lá cây tưới hiểu không? Vâng, thế đâu. Nó thối ra lấy tưới tưới thôi. À, cái này mà chăm không cẩn thận nó hay bị bỏ răm lắm, nó hay bị khô. À vâng. Cái này thì nếu mà để dày lá quá là nó đến một cái giai đoạn là nó hay bị thối lây mà. À vâng. Thế thì anh phải là nào cũng không phải là hay cắt, nhưng mà nghĩa là anh cũng đừng để nó dày. Nếu như trường hợp mà anh làm đủ được bông dày rồi thì thỉnh thoảng anh phải vỗ bỏ cái những cái lá nó thối. Vâng. Nên anh cứ để nó lưu là nó hay bị thối lây ở chỗ khác. Nó giống như kiểu cung mốc ấy, nó lây là nó hỏng hết cả. Lây ở chỗ khác. Đấy, lây chỗ khác. Nó giống như cái chắc cái diệp giống thế. Cái này để bao tiền bác Lục nhỉ? Để anh em giao lưu ở giá gọi là thợ với nhau thì tầm 8 triệu thôi. Vâng. 80 triệu cây tùng này nhá. Cây này cũng bỏ dây hết rồi. Làm cũng khá là nét. Cái đường chuyển của thân phần trên này. Làm tùng nó làm khó lắm, nó không lâu lắm, nó không như làm xanh xi cắt chỗ nào được đấy đâu. Cái này cắt không cẩn thận là đấy là nó hỏng luôn. Hỏng luôn. Xanh xi là cắt chỗ nào nó nảy cái luôn này, chỗ đấy. Cái này thì là đấy, đấy nó có xương hết đấy này. Đấy anh quay ngược lên này đấy, đấy nó kỹ. Chứ nó không như là cả một cái mớ làm theo bông mây. Đây là gọi là bông răng, nó khác đấy. Đấy, kể cả lên đợt ngọn rất là dày. Đây nó có cành, nó có nhánh từ trong ra cơ. Nhưng nhiều cái khác nó chỉ có tí ngoài thôi. Trong chết hết. Vâng, đấy, không làm khéo là nó sẽ bị khô ở trong. Đấy, của mình là nó, đây anh cứ quẻ cả dưới là nó không có từ trong ra. Có mỗi cái cành này thì là nó chậm lớn thì mình chờ đợi 1 năm nữa là nó đầy cái ra đẹp mà. Bác xem tiếp một cây tùng La Hán nhé. Cây này cũng có một chút chân đế này. Chực lắc. Chân đế như này là ổn rồi. Bên này nè. Bên này nó mấy cây nó chổng lên quá nên mình bỏ thôi. À mà. Ừ. Còn nó chổng lên quá thì mình bỏ. Mấy hai nữa mình muốn làm cho cái bộ bệ nó mỏng đi. Chứ còn nếu mà mình cố gắng lấp nó vào thì cái nó hợp không vừa với cái nó chậu sổ. Để cho nó hợp với cái chậu. Bây giờ thì người chơi bệ nó cũng gọn, không đúng rồi, chơi phải gọn bệ. Và chơi nó dẹt bệ, nó không chơi bệ sổ như trước nữa. Thường là khi mình mua là anh em người ta đào nó đào đất lên nó cao lắm. Mà có khi cao 30-40 phân, 30 phân là phải phát vào bớt. Cũng cắt giật chuyển hướng này. Đúng rồi, có cắt giật đây. Thì nó mới cây nó mới lắc, nó mới côn được cái này. Quay kỹ cho các bác xem các chiều nhé. À, chiều này nhìn có vẻ thuận hơn. Dạ, đấy đúng không? Con này thật thuận. Mà này nó thuận hơn này. Cái này cũng gần hoàn thiện rồi. Cái này thì giao lưu chục triệu thôi. Cây tùng La Hán này 10 triệu nhé. Cây cũng rất là già rồi. Chân đế gọn, khá là đẹp nhé. Cái này chỉ bỏ dây cái là xong, ok rồi. Làm thêm ít thời gian nữa, ngọn cũng đủ hết. Cái này chờ thời gian bỏ dây thôi.
cơ bản thì bông tán nó cũng đủ rồi. Nếu mà thay được cái chậu nó đẹp hơn nữa thì là tốt, nâng cấp được lên. Tiếp theo cũng là cây Tùng La Hán của bác Lộc này, cây thứ ba của bác Lộc. Cây này thì nó rẻ hơn, nhất là cây không được dẻo bằng cây kia, hay nữa là cây này là cái bể nó cũng kém hơn tí. Đây, cây của bác Lộc này. Cái này thì chỉ giá 8 triệu thôi. Bác Lộc thông tin cây này là 8 triệu nhé. Chân đế bác làm gọn đẹp này. Cũng có một chút nó chảy ra nhé. Đẹp. Cây cũng khá là già rồi. Nhìn cái độ già khô của nó nhé. Đủ hết bông tay rồi. Để im nào. Bông tay đủ rồi này. Tay chốt cũng khá là lực so với thân nhé. Trên là bắt đầu có cái tỷ lệ thu dần ngắn dần lại đấy. Tay này thì làm đánh xuống ấy một tí nữa thì là dẻo. Chạy ra một tí nữa này, một tí nữa là dẻo. Còn đây là trên này là đủ hết rồi này. Đấy, đủ gì đây. Dây hầu như tháo gần hết rồi. Chỉ có vài cái tí đầu ngoài nữa, còn phần to là tháo hết. Như bên này đẹp này. Chân đế này đẹp. Gọn đẹp nhé. Đấy, cũng côn. Đã cắt chuyển thế này. Vâng, cắt chuyển này. Cũng mới được thế. Cây là... Mời quý vị và các bạn xem tiếp nhé. Đây là một cây hoa giấy này. Cái khu vực này là của Trung Văn Trầm. Vâng. Đây là bày theo của từng phường các bác nhỉ? Vâng, từng phường, từng xã phường. Trong đó có cả xã cả phường. Chủ yếu là phong trào. Phong trào. Để cho có cái không khí ngày xuân. Vâng. Trong những cái cây của triển lãm thì ta cũng chất lọc ra những cây nó hợp với mình. Và những cây nào mà chưa đẹp thì về quý vị các bạn có thể sửa thêm. Cảm thấy mà yêu mến thì cứ liên hệ trực tiếp với chủ nhân để giao lưu nhé. Đây là một cây hoa giấy. Đây cũng là một cách làm cây này. Cái đường thân ở gần gốc. Nó vặn xoắn này. Vặn xoắn thì lâu ngày này dính với nhau thì ta có cảm giác như là cái khối đặc ấy, rất là đẹp. Bác xem tiếp một cây hoa giấy nữa này. Giới thiệu là bác ở trong hội à, vâng. Ban giám khảo chống cây của không phải bây giờ không có ban giám khảo nữa rồi. Thì à Sơn Tây thành cổ đấy. Năm nay có chấm không bác? Trước đây thì tôi thường xuyên là nằm trong ban giám khảo, chắc là từ ngày đầu thành lập cho đến bây giờ năm nào. Điệp cũng tham gia lâu lắm. Sau một thời gian thì tôi chuyển sang cái phần thẩm định. Vâng. Bây giờ thì không có chấm nữa rồi. Bây giờ thường là nằm trong ban tổ chức để tuyển chọn những cái tác phẩm xuất sắc nhất ở trong khu vực này, lấy 3 tác phẩm tiểu đại trung để trao giải. Các tác phẩm mang ra đây là đều là của các nghệ nhân, các nhà vườn, đều là tâm huyết cả. Cây nào cũng đẹp theo cái góc nhìn của người ta. Cho nên ban tổ chức là chỉ tuyển chọn những cây xuất sắc nhất theo con mắt của ban tổ chức và những người thưởng ngoạn ở đây để trao giải. Mày. Bác xem tiếp. Xanh này. Cây xanh này. Chủ nhân là Trần Thanh Yên. Cây xanh này, cây đá cũng rất là nghệ thuật. Cây màu vàng đồng rồi nhé. Tiếp theo là một cây xanh, cây là xanh quê. Xanh quê ký đá. Cũng của chủ nhân là Trần Thanh Yên. Cây linh sa mặt gạo này. Xi này. Cây tần vi. Cây hoa giấy cũng rất đẹp. Đường ở trường của thân nhé. Và cây hoa giấy mà bông dăm làm này cũng rất là kỹ, đẹp.
Cây si này. Số điện thoại bị chè này. Xem cái màu búp cây xì này. Dưới này. Đường chuyển một phần rất đẹp nhé. Cây mọc. Quý vị và các bạn vừa xem cây và tham khảo giá một số cây tại triển lãm cây cảnh Sơn Tây. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.